Mình chào bà con và các bạn đến với kênh Lê Nguyễn Hoa Kiển và nhà vườn của em Phúc nha. Ngày hôm nay mình tiếp tục giao lưu một số mặt hàng hoa giấy nha bà con. Rồi mình cùng mời bà con và các bạn đón xem nha. Rồi, dạ, em Phúc. Dạ kính dạ là nói đầu tiên thì em mến chào quý bà con cô bác và anh em ha. Cảm ơn quý anh chị đã trong thời gian qua ủng hộ clip của em rất nhiều ha. Thì hôm nay cũng không mất thời gian quý anh chị thì em có về một số mặt hàng để phục vụ cho quý anh chị như là đảo lửa rồi bơm tím ha, rồi hái năm màu với lại hồng găng với lại lửa ba màu ha quý anh chị. Thì không mất thời gian của quý anh chị thì em vô mã số 1 ha. Dạ rồi em đo hoành của nó thì 11 cây đỏ lửa hoành 11 ha quý anh chị. Ê, chiều cao thì 60, tán ngang thì 50 luôn ạ. À, thì cây đỏ lửa này dán một cốt ha quý anh chị, thì đường cong nó hơi bị quá ha, một cốt ha quý anh chị. Thì em giao lưu với quý anh chị mã này thì 250 thôi ha, mã số 1 ha, em bao ship ha quý anh chị, tàn dù luôn ha quý anh chị. Cây rất đẹp ha, một cốt tông quái ha quý anh chị. Tiếp theo thì em lên mã số 2 cho quý anh chị là một em ba màu lửa ha. Cũng tông một cốt luôn nha quý anh chị. Hoành thì 12 ạ. À, chiều cao là 75 ạ. À, tán ngang là 50 ha quý anh chị. Thì này tàn tròn dù ha, ba màu lửa ha, đỏ lửa với lại cam lửa với lại ruby lửa ha quý anh chị. Thì hàng một cốt ha, quái ha. Thì em giao lưu với quý anh chị hàng này 350 em bao ship ha quý anh chị. Ba màu lửa ha. Mã số 2 ạ. À, tiếp theo em lên mã số 3 cho quý anh chị là một em bướm tím ha. Bướm tím đẹp luôn quý anh chị ơi. Hoành này cho lo mình là hoành 10 ạ. À, chiều cao là 70 ạ. À, tán ngang là 65 ạ. À, mã số 3 em xin giao lưu với quý anh chị một em bướm tím đẹp đang siêu bông ha, là giá 250 ha quý anh chị, em bao ship luôn ha quý anh chị. Dạ, tiếp theo em lên mã số 4 cho mình là một em hồng gan ha. Dạ, hoành cổ thì 13 ạ. À, chiều cao là 75 ạ. À, tán ngang là 65 luôn ha quý anh chị. Em giao lưu với quý anh chị mã số 4 này một em hồng gan ha, là 280k ha quý anh chị. Hồng gan bông rất là đẹp luôn ha quý anh chị. Có khi màu hồng, có khi đổi màu trắng ha quý anh chị. Rất là đẹp ha quý anh chị. Tiếp theo thì em lên cho quý anh chị một cặp cẩm hạch ha. Cẩm hạch đỏ với lại cẩm hạch đỏ ghép với cẩm hạch vàng ha quý anh chị. Thì em đang xả ăn cặp này cho quý anh chị về chơi ha, đang gớt đợt bông rồi ha. Là cây hoành 12 ạ. À, chiều cao là 45 ạ. À, tán ngang là 45 luôn ạ. À, chiều cao cây bên đây là 40 ạ. À, tán ngang là 40 luôn ạ. À, hoành này là hoành chính nha quý anh chị. Thì em xin giao lưu với quý anh chị cặp cặp cẩm hạch này là giá 300 ngàn bao ship luôn ha quý anh chị, để về cho quý anh chị thay chơi luôn, chậu chơi luôn ha. Mã số 5 ha quý anh chị. Tiếp theo thì em lên cho quý anh chị một cái cây ba màu ha. À, màu mã lai với lại màu đỏ với lại ruby lửa ha quý anh chị. Cây thì tông nó cũng lùng lực ha quý anh chị. Dạ, hoành 12 ạ. À, chiều cao là 85 ha quý anh chị. Tán ngang là 70 luôn ha quý anh chị. Thì em xin giao lưu với quý anh chị mã số 6 này là giá 300k ha, em bao ship luôn ha quý anh chị. Ba màu ha quý anh chị, em bao ship mọi miền tổ quốc luôn ạ. À, cho em ba màu đỏ lửa với lại ruby lửa với lại thằng mã lai ạ. À, trắng mã lai. Dạ đúng rồi. Tiếp theo lên mã số 7 là một em tím pháp ha quý anh chị. Hoành thì hoành 11 ạ. À, chiều cao là 70, tán ngang là 70 luôn nha quý anh chị. Thì chỗ này quái ha quý anh chị, thì nó hơi bị lượn lượn dán bay nằm ha quý anh chị, coi lát quái nằm bay cho mình ha. Em xin giao lưu với quý anh chị mã số 7 này là giá 250 ha, bao ship ha. Tiếp theo thì em lên mã số 8 cho quý anh chị là một em đỏ lửa ha.
Quanh thì 10 ạ. À. Chiều cao là 85 ạ. À. Tán ngang thì 60 luôn ạ. À. Em xin giao lưu với mã số 8 này là dưới anh quý anh chị là 280k bao ship ha. Một em đỏ lửa nha quý anh chị. Tiếp theo em lên cho quý anh chị là một em mã số 9 thái 5 màu ha. Đủ sắc. Đủ mà đủ mặt hoa trơn ha. Tông một cốt ha quý anh chị. Dạ, quanh 10 ạ. À. Chiều cao là 105 ạ. À. Tán ngang là 75 luôn ạ. À. Cây này thì đang phá thái 5 màu full ha, bông ha quý anh chị, về quý anh chị chơi kịp lúc luôn ha. Màu đỏ ha, rồi màu cam ạ, rồi màu trắng phớt hồng với lại màu tím sen ha quý anh chị. Màu tím sen ha. Rồi màu vàng nữa ạ. À. Thì em xin giao lưu với quý anh chị mã số 10 này. 10 này là giá số 9 là giá 350 ha. Tiếp theo em là mã số 10 cũng là một em thái 5 màu luôn ha quý anh chị. Giá quanh thì quanh 10 ạ. À. Chiều cao là 120 ạ. À. Tán ngang là 60 luôn ạ. À. Thì em xin giao lưu với mã số 10 này với quý anh chị là giá 350k luôn ha. Em bao ship luôn nha quý anh chị. Hàng tông rất đẹp luôn, tông cao không quý anh chị. Hàng cặp này với mã số 9 số 10 rất là đẹp luôn ha quý anh chị. Vì để trước cửa nhà thì khỏi chơi luôn ha quý anh chị. Khách lại khen luôn ạ. À. Tiếp theo thì em lên mã số 11 cho quý anh chị là một em đỏ lửa đó ha. Tâm một cốt chân dài quái luôn rồi quý anh chị ơi. Thơm tròn. Đặc tàn luôn ha. Giá hoành 12 ạ. À. Chiều cao thì 89 ạ. À. Tàn tròn là 80 ạ. À. Em xin giao lưu với mã số 11 này với quý anh chị là giá 400k cho một em đỏ lửa ha. Dán tông chân dài sổ ha quý anh chị. Một cốt ha. Này là đế sổ ha quý anh chị. Đế chân dài ha, một cốt được công co lắc ha quý anh chị. Em xin giao lưu với mã số 11 này với quý anh chị là giá 400k em bao ship ha. Bao chậu luôn nha quý anh chị. Tiếp theo em lên một em cam lửa ha quý anh chị. Mã số 12 ạ. À. Quanh cổ cho mình là 19 ạ. À. Chiều cao là 80 ạ. À. Tàn tròn là 60 luôn ạ. À. Em xin giao lưu với mã số 12 này với quý anh chị là 350 ha. Em bao ship luôn nha quý anh chị. Một em cam lửa ha quý anh chị. Quái chỗ này ha, rồi thêm hai thân nữa ha quý anh chị. Cam lửa. Dạ rồi ạ. Tiếp theo em lên mã số 13 cho mình là một em tím pháp ha. Cây thơm tàn tròn đặc tàn. Dạ. Đang mã số 13 là một em tím pháp đang full bông ha quý anh chị. Rất là đẹp luôn ha. Giá hoành thì 13 ạ. À. Chiều cao là 80. Tán ngang là 65 luôn ha quý anh chị. Thì chân này thì nó cũng như là một cái củ nhân sâm quái quái chỗ này ha, như cái chân người ha quý anh chị. Thì em xin giao lưu với quý anh chị mã số 12 13 này á, là giá cũng 350 ha. Em bao ship bao chậu luôn ha quý chị, bao mọi tiền cả quắc luôn ạ. À. Tiếp theo em lên mã số 14 là một em cẩm hạch ha quý anh chị, cẩm hạch tím siêu bông với cẩm hạch trắng ha. Cây rất đẹp luôn quý anh chị ơi. Hoành thì 15 ạ. À. Chiều cao là 88 ạ. À. Tàn tròn là 50 ạ. À. Thì cẩm hạch siêu bông hai quý anh chị với lại cẩm hạch trắng ha. Em xin giao lưu với mã số 14 này rồi với quý anh chị là 280k thôi. Em xả cho quý anh chị về chơi ha. 280k cho mã số 14 ha. Một em cẩm hạch ghép hai màu ha. Tiếp theo thì em lên số mã 15 cho mình là một em bướm tím ha quý anh chị. Trong thời gian qua anh chị cũng hỏi hàng bướm tím rất nhiều ha, mà em hết hàng.
Dạ hoành thì hoành 13 ạ. Chiều cao là 66 luôn nha quý anh chị. Tới ngang là 70 ạ. Em xin giao lưu với mã số 15 này và với quý anh chị một là 250 ha. Và một em bấm tím dán bay luôn ha, quái quái một xíu hay quý anh chị. 250 bao ship ha. Quái quái tàn tàn đẹp bông lan gộ gộ luôn rồi quý anh chị ơi. Trong lúc đi nó có thể bị rụng hoa nha quý anh chị. Hoa già nó dễ rụng ha. Dạ đúng rồi ạ. Tiếp theo em lên số mã 16 là cũng một em bướm tím luôn ha. Nay gì cũ dáng đẹp đẹp bye bye không nè quý anh chị ơi. Quanh 14 ạ. Chiều cao là 80 ạ. Tán ngang là 75 luôn ạ. Thì em xin giao lưu với mã 16 này với quý anh chị ha, một em bấm tím dán bay ha, tông cao ha, giá 280k bao ship nha quý anh chị. Bao miền mồi táo oát luôn ha quý anh chị ạ. À. Tiếp theo thì em lên mã số 17 là cũng em một em hồng găng ha. Tông một cốt. Chân cao ha quý anh chị. Quạnh thì 10 ạ. À. Chiều cao là 75 ạ. À. Té ngang là 70 luôn ha quý anh chị. Thì em xin giao lưu với mã số 17 này với quý anh chị là 230k thôi ha. Em bao ship luôn ha quý anh chị. Bông này đang full, đang đẹp luôn ha quý anh chị. 230k em bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo thì em cũng lên một em mã số 18 là một em ba màu lửa ha. Quanh 12 ạ. À. Chiều cao là 85. Tán ngang là 60 ạ. À. Một em số mã 18. Một em tàn dù ha quý anh chị, ba màu lửa ha. Màu ruby lửa với lại màu cam lửa và màu đỏ lửa ha quý anh chị. Ba màu lửa pha trộn nhau rất là đẹp ha quý anh chị. Thì em xin giao lưu với quý anh chị mã số 18 này là giá 400k bao ship luôn ha quý anh chị. Bao ship bao chậu luôn ha. Bao họ miền tổ quốc luôn nha quý anh chị. Cây đàn dù đẹp luôn ha quý anh chị. Tông một cốt ha. Tiếp theo em lên mã 19 cho quý anh chị là một em bướm tím nữa ha. Quanh thì 11 ạ. À. Chiều cao là 70 ạ. À. Tán ngang là 65 luôn nha quý anh chị. Thì em xin giao lưu với quý anh chị mã số 19 này một em tông một cốt dán bay ha. Là giá cũng 250 luôn ha, bao ship luôn ha quý anh chị. Tiếp theo thì em lên số mã 20 cho quý anh chị là một em ăn tiểu Ấn Độ ha. Ghép gốc thường nha quý anh chị. Hoành tổng 2 cây 2 thân này là 16 ha quý anh chị. Chiều cao là 93 ạ. À. Tán ngang là 85 luôn ha quý anh chị. Thì em xin giao lưu với quý anh chị mã số 21 này là giá 280k ha, một trong một em tiểu Ấn Độ ha. Đang bông có đang bông ha quý anh chị. Trong lúc đi nó có thể bị rụng hoa ha. Tiếp theo em lên mã số 22 là mã cuối clip luôn ha quý anh chị là một em trắng tuyết ha. Một em trắng tiết hai thân ha. Quanh 12 ạ. À. Chiều cao là 70 ạ. À. Tán ngang là 57 luôn ha quý anh chị. Một em trắng tiết ha, em xin giao lưu mã cuối clip này với quý anh chị là 250 bao ship cho một em trắng tiết ha. Hai thân ha, dáng thì quái thú nằm ha quý anh chị. Thì quý anh chị nào mua từ hai đơn á, trở lên ha, nhà vườn em sẽ tặng cho quý anh chị một cái cây trang ngọc như ý ha, mọi điều sự ngọc ngà và cho mọi điều như ý ha quý anh chị. Thì cũng như là cảm ơn quý anh chị ủng hộ thì nhà vườn em sẽ tặng cho quý anh chị một cây trang ngọc như ý giống mới này ha, bo hoa rất đẹp ha quý anh chị. Thì lời cuối thì em xin cảm ơn quý anh chị đã xem clip của em và ủng hộ em ha. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị ạ.